Hello mấy anh chị, dạ em là Hoa Hồng Đen đây. Thì ngày hôm nay em làm cái video clip này với một cái trường hợp đặc biệt là có cái bé mèo này là tên là Cà Chua. Chủ của bé là đã từng là một người cứu bé và khi mà bé bị bỏ rơi bệnh tật rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm qua, đêm hôm qua không biết là tại sao mà sơ sẩy có 10 phút thôi thì bị người ta bắt là mới bán vô lò mổ. Thì sau đó là My Nguyễn đã cứu. Chị đó liên hệ với em sao? Liên hệ với em là coi như tìm giùm bé mèo. Số 2. Chị đó liên hệ với em là nói là tìm giùm con bé mèo. Rồi xuống. Đó. Chị đó liên hệ với em mà nói là tìm giùm con bé mèo. Thì em sau khi em đã tìm được rồi thì em bên Tòa Thiên Bình Hưng Hòa. Thì em thấy nó bên bển em hỏi giá nhiêu thì ta nói 3 triệu rưỡi. Em có nói chị 3 triệu rưỡi. Thì chị nói với em là hả? Bây giờ nếu mà 3 triệu rưỡi chị không có đủ khả năng. Thì em nói là thôi giờ nếu mà như vậy thì để em tìm một cái người mà Mạnh Thường Quân là người giấu tên là nói là bây giờ hả quan chủ đây chờ em tí em bán đồ nha, nó bán đồ thì không phải thì cái trường hợp này thì bé mèo này tên là Cà Chua đó. Thì em thấy là cái chị đó chị khóc mà không biết ai cho chị số điện thoại của em mà chị gọi điện thoại chị khóc chỉ nhờ em giúp. Thì em ra em xác minh chị đó thì chị thương bé mèo này lắm mà nói chung là tài sản thì không có, người ta đòi 3 triệu rưỡi. Thì có một Mạnh Thường Quân nào đó giấu tên đã cho phân nửa số tiền rồi là còn 2 triệu, nhưng mà chị này á là cầm đôi bông chỉ được có 1 triệu thôi là còn thiếu 1 triệu. Cho nên là Hoa Hồng Đen ra tới đây là xác minh hoàn cảnh và Hoa Hồng Đen sẽ dựa trên cái số tiền mà Mạnh Thường Quân đã giúp cho mình trong tài khoản. Nếu mà đúng người đúng chủ đúng việc thì Hoa Hồng Đen sẽ coi như là thay mặt đại diện cho Mạnh Thường Quân giúp đỡ cái hoàn cảnh này để cho bé được về với chủ. Tại vì tất cả Hoa Hồng Đen cũng như là tất cả anh chị Mạnh Thường Quân gần xa thì cái điều mà mình làm là cái điều mình mong đợi duy nhất chỉ có một điều là các bé được hạnh phúc và các bé được yêu thương đúng nơi đúng chỗ. Cho nên là Hoa Hồng Đen sẽ xem xét từng trường hợp để Hoa Hồng Đen giải quyết. Hoa Hồng Đen là cái người giống như là thay mặt Mạnh Thường Quân cầm tiền của Mạnh Thường Quân thì Hoa Hồng Đen chắc chắn sẽ xử sự mà từng tình huống là nó rõ ràng chứ không phải là đụng cái gì cũng giúp. Trường hợp nào mà Hoa Hồng Đen cảm thấy hợp lý thì Hoa Hồng Đen sẽ xử lý. Đây là bé Cà Chua. Chỗ này chỗ gì chị? Em mở giùm chị bé Cà Chua ra đây coi. Đây em đang ở chỗ bà bán mèo của My Nguyễn. Đây là bé đây là bé này tên là Cà Chua đó. Thì thay vì bây giờ người ta không đủ tiền người ta bỏ, người ta nói là bây giờ em không đủ tiền, em thật sự em muốn chuột lắm, em không đủ tiền, nhưng mà cái người đó mới gọi điện cho Hoa Hồng Đen cái người đó gọi điện cho Hoa Hồng Đen nói là chị ơi em không có tiền để mà em chuột bé về, em chỉ có phân nửa tiền thôi, thôi chị cứu nó đi, chị làm ơn làm phước chị cứu nó đi để cho em số điện thoại có gì em tới trạm em thăm. Thì nếu như mà như vậy một cái người chủ mà yêu thương bé như vậy chỉ vì cái hoàn cảnh không đủ kinh tế thì tại sao mình không tạo điều kiện cho bé về với chủ mà phải để ở trạm, đúng không các anh chị? Đó, ở trạm là tại vì cái chỗ là để nói chung là mình giữ sự an toàn cho bé và nuôi bé tới cuối đời thôi, chứ làm sao mà cho tình cảm bé bằng người chủ được. Cho nên là Hoa Hồng Đen quyết định là ra đây hỗ trợ cái trường hợp này, xác minh đâu đó rõ ràng Hoa Hồng Đen sẽ coi như là hỗ trợ để cho bé về với chủ. Mà em nói đi, em nói tiếp cái phần của em đi. Mới đầu chị liên hệ em, chị gửi ra qua hình ảnh cho em, chị kêu em đi tìm, em tìm được rồi, nó nằm ở bên lò mổ, người ta đòi giá 3 triệu rưỡi, em cũng nói chị 3 triệu rưỡi, chị nói chị không đủ điều kiện, chị nói là bây giờ chị không có tiền thôi, không mấy nhường lại bé cho người nào nuôi. Em thấy vậy em mới nói là thôi giờ em để em gửi cho một cái Mạnh Thường Quân mà có chung là giấu tên, nói với em gửi cho chị đó đi. Chị đó mới nói là thôi để chị hỗ trợ 1 triệu rưỡi, kêu chủ nó thôi giờ mượn ở đâu hay là kiếm ở đâu đi ra 2 triệu chuột bé về đi, cũng tận nhiệt cho bé. Em thấy vậy em mới kêu với chị đó, cái chị mạnh Thường Quân á, thì Mạnh Thường Quân mới trả tiền qua cho em, kêu em đi chuột bé mèo đi 3 triệu rưỡi rồi đó, coi như là kêu chủ được 2 triệu thôi, đó là vậy, cho chủ 1 triệu rưỡi đó, kêu chủ được 2 triệu chuột lại cái bé Cà Chua này, Cà Tháo vậy nè đó, tên Cà Chua đó. Cho nên là em thấy vậy thì em mới kêu chủ ra, thì chủ nói với em là không có đủ tiền,
thôi tìm chủ quán cho nó đi, với lại trong tình trạng bé đang bệnh cho nên là chị không có đủ điều kiện để chăm sóc bé nữa, kêu bán về chủ mới. Thì sốc sau này tự nhiên cái liên hệ chị qua Hồng Đen, nói với chị qua Hồng Đen là bây giờ cho mượn tiền để ra chuột con chó con mèo, hoặc là nói với chị qua Hồng Đen sao thì chị qua Hồng Đen mới liên hệ với em. Mi ơi, thôi để bé mèo đó đi, để chị ra coi tình hình sao để mà chị quy quyết với tội nghiệp chủ, đó là như vậy đó. Em gửi đến cái chị qua cái chị mà đưa tiền cho em cứu bé mèo á đó. Đó, coi như công chuyện đó là như vậy thì em cũng lấy cái giá là 2 triệu thôi đó, cho nên mong chị sẽ hiểu về điều đó, tại vì có chị qua Hồng Đen đây nè, ở qua Hồng Đen cũng cho tao mượn tiền cho nên cũng lấy tội nghiệp. Đó là vậy, dạ. Hỗ trợ nha chứ không cho mượn nha. Nói hỗ trợ, hỗ trợ. Nói đúng nha. Bây giờ hỗ trợ, dạ. Đây, đây mấy anh chị, đây là bé cà chua nè. Đó, thì các anh chị nghĩ đi. Nếu mà hoàn cảnh người ta thương như vậy thì tại sao không cho nó về với chủ của nó mà phải ở trạm? Đó, qua Hồng Đen đâu có... ở thêm đứa, hút đứt thêm đứa chứ làm gì giờ? Thôi về với chủ đi cho tôi khỏe. Cà chua cà pháo vậy nè, về với chủ đi cho tôi khỏe chứ. Dạ hello mấy anh chị, dạ em là Hoa Hồng Đen đây. Đây là bé chó mà đứng lại ông đi qua người đi lại ở chợ chó Trường Chinh. Ngày hôm qua là Hoa Hồng Đen có đưa cái thông tin là có con bé chó đứng lại quỳ lại người ta đi qua lại á. Thì ngày hôm nay là Hoa Hồng Đen đã có mặt rồi. Đây là bé đây, bé đang đứng ở đây. Thì tối hôm qua là Hoa Hồng Đen có nhận của chị Kiều Giang là 2 triệu, chị hỗ trợ cho Hoa Hồng Đen để làm hàng rào. Thì bây giờ Hoa Hồng Đen cũng chưa có tiền để làm, thì Hoa Hồng Đen xin lấy cái số tiền này để mà cứu bé chó này, với lại hỗ trợ cho bé mèo 1 triệu để cho bé mèo về với chủ. Thì cũng mong rằng chị Kiều Giang xem được cái video clip này sẽ thông cảm và không giận em, tại vì em cũng chưa có tiền làm á, mà bây giờ hai cái trường hợp này cũng đang cần cứu gấp á chị. Bé này thì bé ngồi bé lại thấy tội nghiệp quá cho nên là Hoa Hồng Đen ra để cứu bé về đó. Với lại một bé mèo. Một lần nữa em cảm ơn chị Kiều Giang, thì cũng nhờ là có số tiền của chị cho nên là ngày hôm nay em mới cứu được hai cái hoàn cảnh. Một là bé này bé ngồi mà bây giờ trời đang bão nữa đó, với lại thấy tội nghiệp lắm mọi người, thì coi như là mượn qua cúng Phật đi. Thì em lấy cái số tiền 2 triệu để em cứu bé 1 triệu, với lại em giúp cho bé mèo 1 triệu để về với chủ, rồi có gì mai mốt tính sau. Giờ hàng rào em cũng chưa làm được đó chị, em cũng mong là trong tương lai là em sẽ làm được cái hàng rào mở rộng cho các bé có cái nơi mà chạy nhảy vui chơi. Và trước tiên thì em xin phép được làm chọn cái bổn phận của mình là đem tới cái sự bình an cho các bé, nên là em cứu bé. Đây là ở đây là bị xích nè, thấy không, cứ đứng vậy nè, xong rồi thấy người ta đi ngang đi lại. Coi như là gì nè, em chào cả nhà, em tên là Mỹ Nguyễn. Thì cái chị này có liên hệ với em, gửi qua hình ảnh cho em, kêu em là tìm mèo giùm cho chị ấy. Và sau một thời khoảng chừng là cũng khá là lâu thì tìm được cái con mèo ở bên Lò Mổ với giá là 3 triệu rưỡi. Xong em có liên hệ với chị nói là chị không đủ điều kiện Mỹ ơi,
thì em thấy nói là nếu mà không đủ điều kiện em sẽ liên hệ một Mạnh Thường Quân. À, Mạnh Thường Quân giấu tên ở bên Mỹ có liên hệ với em là nói là giờ nếu mà như vậy thì tội nghiệp quá, mà con mèo đang trong lò mổ nữa, thôi bây giờ chị gửi tiền về cho em chuộc con mèo lại đi với giá là 3,5 triệu, xong chuộc xong em để ra ngoài đây, xong em có liên hệ với chị này thì chị này nói là không có đủ điều kiện. Thì em mới nói Mạnh Thường Quân đó là chị ơi chị không, chị này không đủ điều kiện, tội nghiệp lắm, gia cảnh sao em cũng nói y chang vậy. Thì chị này mới nói là thôi vậy bớt cho chị đó 1,5 triệu đó, là tính con mèo 2 triệu thôi. Thì tính con mèo 2 triệu em mới liên hệ chị này, em nói là thôi con mèo có 2 triệu thôi, chị ra chị chuộc không. Rồi chị mới nói là con mèo bệnh bàng hoạn bây giờ không có thời gian chăm sóc, chứ là nếu mà như vậy thôi chị không có đủ điều kiện, không mấy em có thể nào mà tìm chủ mới cho nó đó. Câu chuyện là vậy thì giờ tự nhiên buổi trưa chị qua Hồng Đăng có liên hệ em và nói là ủa My ơi có một con mèo ngoài đây đúng không, có người liên hệ với chị là nói con có con mèo của người ta ngoài đây mà em đòi với giá là 3,5 triệu. Em mới nói ủa sao kỳ vậy, sao có câu chuyện gì là lãng nhắc như vậy, em đâu có đòi giá 3,5 triệu mà bên lò thi bệnh bên Hương Hòa lòi giá 3,5 triệu đó. Câu chuyện nó là như vậy. Giờ sau đây là có mấy chị này nè, chị này ăn ở đây nè đó. Bây giờ là lúc mà em có liên hệ chị đúng không, là chị là cái người liên hệ em trước thôi. Bà nói chị nói đi. Mình là chủ của bé Cà Chua, sau khi mất thì có nhờ mọi người nói là chị My giới thiệu chị My, mấy nhờ chị My gửi hình, chị My mới gọi nói là gửi hình ảnh đi chị My kiếm cho đó. Thì sau nửa ngày chị My kiếm được, rồi chị My mới liên hệ nói là giá cả gì đó mà thật sự mình không có tiền đó. Giá cả gì đó mà nó ở đâu, em có liên hệ em nói gì đó nó ở đâu không? Tại vì em nói người ta hiểu rồi, để cho ta nói rồi cái xong rồi mới nói là thôi à, cứu bé ra giùm đi, bé đang bình hoàng rồi, cũng giống như lời mới nói mình có gửi tin nhắn luôn mà mình nói là mới kiếm chủ mới cho bé đi, chứ mình cũng không có đủ điều kiện thời gian để nuôi bé đó. Nhưng mà vì thương quá đâm ra nói thôi giờ mới kêu Mạnh Thường Quân ai đó cho mình tiền đi, mình chịu cầm được đôi con tay có 1,000,000 thôi đó. Nói tóm tắt lại là như vậy đó. Rồi ai giới thiệu bà cho tôi đó, bà nói luôn. Cái bé đó không thể biết được, tài quá người comment được cái tên giới thiệu như thế nào. Tên bé đó giới thiệu nhớ. Bây giờ từ về nhà mới nói rồi. Nhưng mà ở đây chị nói đi, giới thiệu như thế nào mà tôi mắc 1,000,000 nè, mà bà nói đi. Quảng cáo luôn hay ghê. Sao? Người ta quảng cáo chị người, chị. Người ta kêu gặp chị tôi đó, để làm gì? Quảng cáo là như thế nào? Nói á là chị mới chị ở Hoa Hồng Đen là chuyên môn cứu chó mèo. Chị có tấm lòng rất là yêu thương động vật, mất 1,000,000 đó, tốt quá 1,000,000 thôi đi mà làm cái mất mà. Rồi xong rồi mày nến, sao cái chợ chẳng cái gì nến. Mình cũng không tin, mình mới vô cái trang của chị Hoa Hồng Đen mình coi thì thật sự chị mới rất là yêu thương chó mèo động vật. Chị mới vậy. Quên, chị Hoa Hồng Đen, chị Hoa Hồng Đen vô trang Facebook của chị Hoa Hồng Đen thì thấy chị Hoa Hồng Đen rất là yêu thương động vật, nên ra mới làm điều gọi đi. Rồi ai nói là em như thế nào chị nói luôn. Rồi thôi đi đó chị nói. Không chị nói đi. Người ta nói mà nhảy ra ngoài. Không ý nói là không phải. Nói chuyện mà chị đang nói cái vụ gì đó. Ai nói em như thế nào chị nói luôn đi. Thì trong cái quá trình đi tìm bé thì cũng có nhiều người thì nói tốt về là đi ra cái chỗ chị My Nguyễn kiếm là sẽ thấy chị My Nguyễn rất là tốt. Nhưng mà có một số người lại nói là chỗ chị My là bắt chó mèo bán lại. Đó vậy đó. Đó, thì miệng đời thiên hạ mà đâu phải làm hài lòng rồi. Rồi được rồi không khóc. Thì hồi sáng này thì Hoa Hồng Đen có đang ngủ á, cái chị này chỉ gọi, chỉ nhắn tin cho Hoa Hồng Đen. Hoa Hồng Đen chưa đọc, chỉ gọi điện thoại luôn. Đó, xong rồi chỉ kêu á là Hoa Hồng Đen hỗ trợ. Thì sau khi mà ngủ dậy thì Hoa Hồng Đen có gọi điện thoại lại thì chị nói là chị đã mất ngày hôm qua và được giúp đỡ nửa số tiền là còn 2,000,000 thôi để chuộc bé về. Nhưng mà khả năng chị không có tới 2,000,000 nên là chị đã cầm cái đôi bông của mình hết 1,000,000 cho nên là chị thiếu 1,000,000. Chị mới nói là Hoa Hồng Đen á, nhờ chị Hoa Hồng Đen cho em mượn 1,000,000 tháng sau em lãnh lương em trả đó. Mà quý vị khán giả coi đó, bả có biết tôi lại, tôi có biết bả lại đâu mà cho bả mượn 1,000,000 không đó. Thì thôi bây giờ á em cũng ra tới nơi em xét việc, em xét việc hoàn cảnh thì thật sự chị khó khăn mà chị thương bé mèo thì thật sự nếu mà cái đối với cái trường hợp mà chị không có khả năng chuộc á thì cái nguyện vọng của chị mong muốn á là người nào có khả năng thì chuộc bé này về là cho chị số điện thoại để chị tới chị thăm. Thì như các vị khán giả cũng hiểu rồi đó, mình với lại khán giả ai cũng đều là thương yêu động vật chó mèo, mà bây giờ á cái hoàn cảnh như vậy thì tại sao không cho nó về với chủ nó mà phải đem nó về trạm, chủ nó phải tới thăm.
chạm á là một cái nơi bảo vệ tụi nó, chứ đâu có thể nào mà ôm ấp từng đứa giống như chủ nó đâu. Cho nên những cái trường hợp này là đáng giúp. Thay vì á, mạnh thường quân cũng có bỏ 5-7 triệu ra để mua tụi nó đem về chạm đó. Thì bây giờ á, cái trường hợp này thì người ta thương, nhưng mà do hoàn cảnh thôi. Thì tại sao mình không giúp, đúng không các anh chị? Thì thôi bây giờ thì qua Hồng Đen sẽ trả cái số tiền còn lại. Đây, chị ẵm mèo của chị đi, khóc hoài à, khổ ghê, khóc lá ướt màn hình luôn hết bà. Đó, thì đây là cái giấy cầm đồ mà chị đã cầm ngày hôm qua. Đó, và bây giờ là qua Hồng Đen sẽ trả cái giấy là cho chị, rồi hỗ trợ chị 1 triệu, và chị đưa cho ông Miên Nguyễn 1 triệu đi. Anh đưa cho em 1 triệu anh. Đó, chị qua Hồng Đen tốt lắm, mất 1 triệu. Ông Miên Nguyễn tốt lắm, đó, giảm hết 1 triệu rưỡi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ nha cả nhà. Dạ. Cảm ơn chị Liên tay em. Cảm ơn Mạnh Thường Quân nhờ chị Miên Nguyễn hỗ trợ em mà em đã mang được con em trở về. Đây là 1 triệu ha, qua Hồng Đen hỗ trợ cho chị, coi như là góp phần nữa để cho chị nhận lại bé cà chua của chị mang về. Qua Hồng Đen với chị này không quen biết luôn nha mọi người. Tôi mà biết tên người nào giới thiệu thì tôi cảm ơn rồi đó. Nè, biết với mày. Nhận 2 triệu nha cô Mạnh Thường Quân ở Mỹ. Rất cảm ơn cô, vì nói chung là con cũng nhờ cô để mới giúp đỡ cho chị này, cũng là giúp đỡ một phần nào đó thôi, chứ đâu cô đâu có chịu giúp đỡ hết được cái phần không biết mà. Cho nên là con cũng chuyện tay nhau để giúp đỡ chị này thôi. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Đây, đó, thì bây giờ là coi như là bé đã được về với chủ. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn các Mạnh Thường Quân. Đưa con đó cho em ra bác. Đưa con đó cho em, nó hiền khô à. Hey, hello mọi người. Đây là cái bé chó mà đứng lại ngày hôm qua là qua Hồng Đen đã đưa clip lên đó. Thì ngày hôm nay là qua Hồng Đen ra cứu bé luôn với giá là 1 triệu đồng. Đó. Thì đêm hôm qua là qua Hồng Đen có nhận được của chị Kiều Giang là 2 triệu hỗ trợ cho mấy ấm của qua Hồng Đen để làm hàng rào. Thì qua Hồng Đen vừa thuê cái trạm mới, được chị Phùng Thu Cúc là thuê cho miếng đất mới. Mà bây giờ hàng rào chưa có, cho nên là qua Hồng Đen vận động làm hàng rào. Thì chị là cái người mở hàng đầu tiên là cho Hồng Đen 2 triệu. Giờ đó, sáng ngủ dậy mắc 2 triệu. Cứu con chó này 1 triệu, với lại hỗ trợ con mèo 1 triệu là 2 triệu. Rồi, coi như là qua Hồng Đen mượn qua kính Phật đi. Rồi, qua Hồng Đen cũng cảm ơn chị Kiều Giang một lần nữa đã hỗ trợ 2 triệu để qua Hồng Đen có điều kiện cứu giúp các bé kịp lúc như vậy. Qua Hồng Đen cũng cảm ơn chị, chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe. Cảm ơn tất cả các anh chị Mạnh Thường Quân gần xa đã luôn ủng hộ kênh cũng như là yêu thương qua Hồng Đen và yêu thương các bé. Qua Hồng Đen xin cảm ơn rất là nhiều. Qua Hồng Đen xin chào tất cả các anh chị để cho chị đưa bé cà chua về nhà. Và chào khán giả chị. Chào Yên Mỹ Mập. Chào cả nhà. Đây xin chào tất cả các anh chị nha. Ôm giùm coi Mỹ Mập. Bớt nói tôi chỉ Mập là đi mà bớt lại.